Hello cả nhà nha. Hôm nay em đi về quê, quên cầm một số các cái dụng cụ, thành ra là hơi thô sơ một chút. Và em sẽ giới thiệu nhanh thôi. Đầu tiên sẽ là một chiếc cặp MK. Đây là một cái thương hiệu của Mỹ, Michael Kors, mà cả nhà chắc cũng quá quen thuộc rồi. Em về một cặp có thể nói là mới 99% nha, chỉ thiếu cái hộp thôi. Và anh em để ý cái độ mới của nó này. Dây thì bao dài, bao dài tay 22 cho cả nhà mình luôn. Dây là dây kiểu hạt gạo, cực kỳ là đẹp, và những cái kiểu dây như vậy nó rất là ôm tay. Em về hai màu, một chiếc là bản màu dây màu vàng, và một chiếc là bản dây đềm mi nửa vàng nửa trắng. Dòng này thì 6 kim, một lịch, có dạ quang nha anh em, và niềng xoay nữa, niềng xoay à, mức rượt luôn, đẹp lắm. Những cái mẫu như này thì nó sẽ phù hợp với anh em mà mình thích màu vàng, hoặc là mình cần một chiếc đồng hồ sử dụng vào những cái dịp lễ, tiệc, vân vân. Như vậy là tất cả các kim đều hoạt động tốt như cả nhà mình đây. Cây kim dây này sẽ là cái cây kim dài này nè, nó sẽ là cây kim dây của bộ đồng hồ chính. Còn cây kim góc 6 giờ nó sẽ là cây kim dây của bộ thể thao. Bên đây là kim phút, còn bên đây là kim 24 tiếng. Độ mới thì hoàn hảo nha. Này. Nói chung là liên kiên xà beng. Cái cặp MK này thì đồng giá 1 triệu 790k. Anh em nếu mà mình chọn đẹp mi hay là mình chọn màu vàng thì cứ nhắn Zalo cho em. Màu đẹp mi này nhìn cũng rất là sang nha. Anh em nào mà mình thích vàng nguyên con á, thì mình chọn chiếc này. Còn mình thích có nửa vàng nửa trắng như vậy thì lấy cái chiếc đẹp mi này. Rất là mới, gần như là hàng trưng bày mà, chỉ thiếu cái hộp thôi, chứ thực sự mà nói với cái độ mới này thì mình trong cái tầm giá cỡ loanh quanh 2 triệu đổ lại rất là đáng để chúng ta chơi, vì giá cũng rất là tốt với những một chiếc mà chính hãng mà 6 kim là thép đúc nguyên con như vậy. Size của chiếc này sẽ là 43 nha anh em. Tiếp theo em sẽ giới thiệu với cả nhà mình một con Tết Nót. Tết Nót thì cũng là niềng xoay, dạ quang, và đặc biệt cái con này thì cái thiết kế nó hơi lạ. Mình để cái bộ kim đó, cái cây kim giờ, kim dây và kim phúc, cả ba cây kim là nó đều có khác nhau hết. Giờ cái cây kim dây thì nó kiểu xuyên thấu và có cái cho cái chấm dạ quang. Cây kim phúc thì là màu đỏ, còn cây kim giờ thì nó giống như cái vô lăng của xe Mercedes nè, cũng hơi quái. Con này thì cũng zin nguyên chiếc và thép đúc rất là đầm tay. Dây thì có xước dăm dăm nhưng mà nói chung là vẫn còn hoạt động tốt và dây vẫn còn chắc chắn lắm. Đấy vậy nói nè. Ô con này kháng nước tốt lắm nha, 20 ATM luôn nè, kinh khủng chưa. Con này khả năng cao là đúng chính xác, con này là núm cổ chai. Có dạ quang. Thường thì những cái dòng mà 23 là đều là núm cổ chai hết. Tại vì nó là thiết kế chuyên cho những cái dòng lặn. Và có một cái dấu hiệu chúng ta dễ nhận biết, đó là nó thiết kế những cái niềng nhái, những cái niềng xoay như vậy này. Rồi, em tiết dễ quang sơ qua chiếc này cho anh em mình luôn. Ui trời, dễ quang con này đẹp lắm. Dễ quang bộ kim và các cái cọc số nè. Con này size của nó cũng là 43 nha anh em, và giá của con này là 950k.
Tiếp theo là một con siêu phẩm Citizen, một cái dòng nhiều tính năng. Và đây là một cái phân khúc Roadmaster, là cái logo của cái thằng Roadmaster nó là như vậy nè. Một cái phân khúc đời cao của nhà Citizen. Con này thì em Dư đã test qua các cái tính năng rồi. Mọi tính năng đều hoạt động tốt, và đặc biệt cái con này á, đây, cái con này á, thì giờ quen cũng rất là sáng nè. Mà cái cọc số của con này nè, anh em nhìn nó giống cái cọc số của cái thằng Orient. Nó có một cái anh Orient mà nó cũng là phân khúc đời cao nha. Nó thiết kế những cái cọc số kiểu này, nhìn nó rất là đẹp, nó đẹp cái kiểu nó mạnh mẽ, nó nam tính lắm, mà cũng khá là ít gặp những cái dạng đồng hồ mà nó thiết kế kiểu đồ cọc số như vậy. Nhìn nó rất là sắc nét ha. Ở những cái dòng mà nhiều tính năng như vậy á, thì chúng ta lưu ý quan trọng nhất đó là cái vòng tròn ở góc 6 giờ. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ có cái tính năng, ví dụ như là TME là giờ thực tế, và chúng ta luôn luôn để đồng hồ ở cái vị trí này. Tiếp theo là chronograph này, rồi giờ một cái múi giờ thứ hai này, có cả báo thức nha. Ở lịch và dòng này chúng ta sẽ có cái dòng chữ là perpetual calendar, nó nghĩa là lịch vạn niên. Với những cái dòng mà nó có cái dòng chữ này á, thì khi mà mình chỉnh lịch vạn niên, nó sẽ từ ngày 30 nó sẽ nhảy qua ngày 1 luôn. Đó là một cái tính năng khá là tiện lợi, chúng ta không có cần phải chỉnh lịch cho những cái dòng đồng hồ mà thông thường. Con này thì cũng kháng nước tốt, niềng xoay và quang sáng, rồi rất là đẹp. Và con này anh em nhìn cái bộ dây này nhìn rất là nhìn nó khác so với những cái dòng Orient Citizen khác, rõ luôn ha. Dây đã, dây khóa nguyên zin toàn bộ hết ha. Này, đáy à, đây đáy em nói này, đây ở đây nó có ghi nè anh em, Pro Master nè, Citizen Eco Prime. Dòng này sử dụng máy là hình như E812, và em cũng đã chỉnh đặt cái này kia con này xong hết rồi nha. Mình về thì mình chỉ có dùng thôi. Chiếc này giá của nó cũng rất là dễ chơi cho cả nhà mình, đó là 2.050.000. Đây. Ồ, con này nó chơi dạ quang hai màu luôn mới chịu á. Bộ kim là màu xanh dương và các bộ cọc số là màu xanh lá nè. Độc lệ nha. Con này cũng size 42 nha anh em, 42.5. Và cuối cùng sẽ là một con Takeo Kikuchi. Đây là một cái thương hiệu nội địa của Nhật. Và em Dư để ý nha. Cái anh chàng Takeo này, cái vật liệu mà để sản xuất ra một con đồng hồ á, nó rất là chất. Chúng ta sẽ nhìn cái sợi dây lưới mà mình hay gặp ở những cái dòng đồng hồ Skagen á. Cái dây nó rất là mịn nè. Các cái mắt dây là mình nhìn nè, nó rất là êm luôn, mượt lắm. Riêng là người ta kêu nè, nếu như mà là đồng hồ mà dây thép của nó, thép đúc đó nha, cái chất thép nó nhìn nó cũng rất là chất. Form này thì chúng ta sẽ thấy giống ai? Giống anh chàng Henry London. Thấy không? Kính thì kính cong, tràng viền, không tì vết. Và con này là sao? Cũng là ba cốt, 6 kim, một lịch. Và cây kim dài này nó sẽ là cây kim dây của bộ thể thao. Cây kim dây nhỏ này ở góc 6 giờ này là cây kim dây của bộ đồng hồ chính. Thường thì cái bộ thể thao ấy, khi mà chúng ta không xài thì chúng ta nên reset nó để mình tiết kiệm pin. Và ví dụ như lúc mà anh em nhận hàng á, mình thấy cây kim dài này nó không có chạy, nhưng mà nếu như đồng hồ đang chạy đúng giờ thì anh em cứ bình tĩnh, mình xem ấy, có cái kim nhỏ nào ở trong này đang chạy không, thì cây kim đó chính là cây kim dây của bộ đồng hồ chính ha. Đây, Takeo Kikuchi, một cái thương hiệu của tập đoàn Fortune, và cái tập đoàn này cũng chuyên sản xuất các cái tất cả những cái hãng đồng hồ mà thuộc tập đoàn Fortune này á, đều là hàng nội địa nha anh em ơi. Đẹp lắm.
Ồ, dây thì rất là mịn. Form con này thì rất là dễ đeo nha, bởi vì size của nó là cỡ 38.5, phù hợp với hầu hết các cái cổ tay của anh em, và đặc biệt là tay vừa và nhỏ. À. Mấy anh mấy chú mà lớn tuổi cũng thích đeo những cái dạng dây dây lưới này đó, bởi vì nó rất là ôm tay và nhìn nó cũng khá là kiểu nó đứng tuổi. Con này thì giá của nó là 1.180.000 anh em ơi. À, một con Takeo 6 kim, zin hết, đồ mới cũng rất là cao, 1080. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà mình 5 chiếc như vậy. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.